Dạ, hai con xin chào quý khách ạ. Em giúp gì để cho anh ạ? Anh cần một cái phải wow, phải wow, mà nó phải thật là hoan hô, mà nó phải ối rồi nữa đấy. Anh cần hoan hô à? Đã có laptop SI Bravo 15 mà riêng về độ wow, với cả wow ấy, vấn đề này to đấy. Nhưng mà anh không phải lo, vì MSI Bravo 15 với chip AMD Ryzen 7535 cùng card đồ họa rời RX 6550, RAM 16GB có thể nâng cấp lên đến tối đa 64GB, ổ cứng 512GB mà còn chống một khe cơ. Em đố anh tìm được cái laptop nào trong tầm giá 16 triệu mà full chip card AMD, chất chơi thế này luôn đấy. Mà để cho anh dễ hình dung ý, theo em trải nghiệm, em thấy AMD RX 655M chẳng thua kém gì RTX 3050 cả. Không muốn nói, nó còn nhỉnh hơn về cả hiệu năng trên mỗi watt điện và nhiệt độ khi sử dụng nữa đấy ạ. Đây xem đi, full chip card của AMD cho anh em một trải nghiệm chơi game bất chấp các tựa game AAA như Hogwarts Legacy này, Cyberpunk 2077 và các tựa game nhẹ hơn nhá, như Liên Minh Huyền Thoại, CSGO hay Valorant cho anh em một mức 100fps cực kỳ ổn định. Laptop gaming mà mở được 180 độ thế này đã đủ linh hoạt chưa anh? Mà anh có thích mát lạnh không? 3 hốc gió với 2 quạt tản nhiệt như thế này đã đủ đóng băng trái tim anh chưa? Ô thêm bán cái gì nhỉ? Dạ, hai con hiện tại đang đa dạng các dịch vụ và giải pháp chuyên sâu về máy tính, thiết bị văn phòng, thiết bị siêu thị, giải pháp camera và thiết bị an ninh, trở thành đối tác chiến lược của nhiều thương hiệu toàn cầu ạ. Mà chỉ cần anh ngỏ ý, Hacom Foster sẽ giao hàng siêu tốc trong 2 giờ. À thôi, phiền các em quá, thôi để anh qua cửa hàng anh lấy luôn nhé. Hacom Foster giao hàng hỏa tốc trong 2 giờ, đến rồi đây anh ơi.